Sau mùng 1 tháng 3 âm lịch, năm con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to, một bước lên mây, giàu sang phú quý, vang danh thiên hạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, bất kể chúng ta sinh ra là ai ấy, thì khi sinh ra cũng cầu mong cho mình được một cái số mệnh như ý. Mọi việc đều được thuận lợi, suôn sẻ, giàu có, thành công và hạnh phúc. Đó là những thứ mà mong muốn chính đáng của con người. Và cũng là những cái thứ mà con người phải dành cả đời để cố gắng đạt được. Xong, trời sinh mỗi người có một cái số mệnh khác nhau, gia cảnh khác nhau, học thức cũng như là cái nhận thức về xã hội cũng khác nhau. Nên số phận của mọi người không ai là giống ai cả. Ngày xưa thì cổ nhân cũng nói, thời vận không thông thì mưu cầu vô ích. Nếu mà không gặp thời thì có cố gắng đến mấy cũng chỉ như là dã tràng xe cát mà thôi. Có người khi sinh ra tốt số, sống một cuộc đời nhung lụa, tiền bạc thì rủng rỉnh, nhà rộng xe sang, đất đai nhiều vô kể. Nhưng cũng có không ít những kẻ nghèo khó, khốn khổ, cực khổ túng thiếu trăm bề, làm mãi mà không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi tân học dự báo, trong số 12 con giáp thì có 5 con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ sau ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Những con giáp này được các tinh chiếu rọi, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp thì không hóa rồng thì cũng thành phượng, kéo theo các tài vận dồi dào, tiền bạc cũng nhét chật két. Để biết đến cái vận trình chi tiết của 5 con giáp này như thế nào sau ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm 2024 ấy, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thì quý vị biết ấy, sau ngày mùng 1 tháng 3 đó, nó là ngày Giáp Thìn, có ngũ hành là hỏa, đúng không? Và sau mùng 1 tháng 3 âm lịch thì để xét về cái con giáp nào may mắn, có cái số mệnh giàu sang phú quý, có cái số mệnh là trúng số đổi đời, thì chúng ta xét về cái vận, đầu tiên là vận thì vận lộc tồn và cái vận thiên tài chính tài. Đó là những cái vận may về tiền bạc tài lộc mà con người bỗng dưng mà có được. Đấy, cái vận may nó đến với bất kỳ ai, bất kỳ cái thời điểm nào, chỉ cần chúng ta nắm bắt được cơ hội thì sẽ bứt phá trở nên giàu có sau một đêm. Thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận thần tài hay là vận lộc tồn ấy. Cái lộc tồn nó là cái tước lộc vua ban, là cái tước lộc trời ban, là cái lộc may mắn đến với chúng ta trong một thời điểm. Đó. Thì cái lộc tồn này nó cũng sẽ giúp cho con người ta trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Đấy. Chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội và nỗ lực hết mình ấy, thì trời xanh cũng sẽ an bài cho quý vị một cuộc sống là giàu sang phú quý. Và trong cái thời điểm sau ngày 1 tháng 3 âm lịch, nó sẽ là ngày Giáp Thìn. Ngày Giáp Thìn thì bốn cái vị trí tứ mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nó không có thần tài. Vậy nên là gì? Trong cái thời gian là sau ngày 1 tháng 3 âm lịch thì không con giáp nào được gì? Cái sao lộc tồn nó chiếu đến. Đó. Vậy nên là gì? Hơi tiếc một chút, đã bớt đi một số cái con giáp nó không được may mắn, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét vận thứ hai là vận thiên tài. Cái thiên tài là cái tiền tài, là cái tiền bạc nó đến một cách bất ngờ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Nó cũng đến nhanh và nó đi cũng nhanh. Đó. Cái vận thiên tài ấy, nó được ví như là một cái công việc gọi là gì? Không làm mà vẫn có ăn. Đấy. Vậy nên là gì? Khi mà nó đến cũng rất nhanh và chớp nhoáng. Vì thế mà cũng rất ít người nắm bắt được. Vậy nên là gì? Đôi khi họ vẫn thường than thân trách phận. Đó. Và cái vận thiên tài ấy, thì nó tính theo cái thiên can của ngày. Đấy. Trong cái thời gian sau ngày 1 tháng 3 âm lịch, đó là ngày Giáp Thìn. Ngày Giáp Thìn thì chúng ta có giáp là thuộc mộc, đúng không ạ? Mộc thì bị kim nó khắc. Đấy. Kim khắc. Vậy nên là gì? Chúng ta có cái vận thiên tài này. Thiên tài. Và cái vận chính tài. Thiên tài là giáp, đúng không ạ? Giáp thì giáp mộc bị canh kim nó khắc, canh kim khắc giáp mộc thì nó là vận thiên tài. Như vậy là những người có thiên can canh, tức là những người có đôi năm sinh ở số 0 ấy, thì sau cái thời điểm ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch thì sẽ được lộc trời ban, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Tiếp theo là những người có thiên can tân, là những người có đôi năm sinh ở số 1 thì là gặp vận chính tài, đúng không ạ? Tân, những người đôi năm sinh ở số 1 đó thì là gặp vận chính tài. Được chính tài nó soi tỏ thì công việc cũng sẽ là hanh thông thuận lợi, và nó cũng sẽ có được những cái may mắn nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem là trong cái thời điểm này thì con giáp nào là con giáp may mắn nhất, được lộc trời ban, giàu sang phú quý nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi này. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái vận thiên tài. Cái thiên tài như quý vị đã biết, nó là cái tước lộc trời ban. Đấy, nó là những cái may mắn bất ngờ nó ập đến. Ví dụ về cái thiên tài dễ dàng như này này. Ví dụ như là một người đi làm công ăn lương,
họ làm một ở một cái quán ăn chẳng hạn, một cái nhà hàng chẳng hạn, thì cái tiền lương hàng tháng là 7 triệu hoặc là 10 triệu một tháng ấy, kèm theo cái ngày công ấy, thì đó chính là cái vận chính tài, tức là cái công việc của anh ta mang lại cái lợi nhuận, mang lại cái tiền bạc cho anh ta. Nhưng ngoài cái khoản đó ra thì lại do anh ta làm tốt công việc, làm nhiệt tình đúng không? Làm nhiệt tình, lau bàn lau đũa sạch sẽ và đứng ra gì hoan hỉ chào khách, đón khách nhiệt tình niềm nở đấy, thì ông chủ ông thấy thế, ông cũng sẽ tặng thêm thưởng thêm cho anh ta một phần thưởng nữa. Thì bên cạnh đó, nhờ cái tài khéo léo ăn nói của người ta và nhờ cái sự nhiệt tình đó đấy, tư vấn khách hàng chu đáo mà cũng được gì, những người đến nhà hàng ăn ấy, họ cũng sẽ chỉ đưa thêm tiền cho anh ta, boa tiền boa đấy. Thì đó, cái tiền thưởng thêm ấy và cái tiền bo ấy, thì chính là cái vận gì? Cái vận thiên tài. Đó. Và cái thiên tài nó đến cũng rất may mắn. Có những người mà khi gặp cái vận thiên tài chiếu mệnh ấy, thì quý vị cứ ra đường là nhặt được tiền. Đó. Ra đường nhặt được tiền, đấy, đi mua hàng thì lại được bốc thăm trúng thưởng, được phiếu giảm giá. Thậm chí có những người may mắn hơn, còn gì mua vé số chơi thì cũng ai ngờ cũng trúng độc đắc. Đó. Đó là những cái may mắn mà cái vận thiên tài mang lại. Vậy thì cái vận thiên tài trong cái thời gian sau mùng 1 tháng 3 âm lịch nó sẽ rơi vào những ngày nào? Những tuổi nào, những con giáp nào? Đấy, cụ thể là những tuổi nào nhé. Thì chúng ta biết cái thiên can canh nó bao gồm là những người có đơn năm sinh ở số 0 nữa. Thì bao gồm tuổi sau này, Canh Tý. Những người tuổi Canh Tý là 1960. Đúng không ạ? Có ngoại hình thuộc Thổ. À, tiếp theo là Canh Tuất là 1970. Có ngoại hình thuộc Kim. À, Canh Thân là 1980. Có ngoại hình thuộc Mộc. Đến Canh Ngọ là 1990. Có ngoại hình là thuộc Thổ. À, Canh Ngọ, Canh Thìn là 2000 hoặc là 1940 đấy. Có ngoại hình thuộc Kim. À, cuối cùng là Canh Dần. Canh Dần là 1950 hoặc là 2010 ấy, thì có ngoại hình là thuộc Mộc. Đó. Đó là những con giáp mà được thiên tài chiếu mệnh à, trong cái thời gian sau ngày mùng 1 tháng 3 mình sẽ được may mắn hết phần của thiên hạ đấy, tài lộc nó cứ ùn ùn kéo đến đó. À, vậy nên là những con giáp này để tăng cường thêm cái vận trình cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân đó, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. À, khi mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì quý vị sẽ dễ dàng nhận ra được cái cơ hội đến với mình đấy. Được quý nhân soi đường chỉ lối, quý vị sẽ không còn bị lạc lối nữa, không còn phải dò từng cái đường đi nước bước nữa, và quý nhân giúp đỡ thì những khó khăn mà quý vị gặp phải cũng sẽ được gì, được giải quyết một cách êm xuôi đấy. À, được hoàn thành công việc đúng thời hạn và được cấp trên khen thưởng, cũng như là được gì, hưởng những cái lộc lá trời ban đấy. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những con giáp này. À, thưa quý vị, nói chung ấy, bây giờ chúng ta còn xem là trong những con giáp này thì những con giáp nào là con giáp may mắn nhất, dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất, đúng không? Thì chúng ta biết ngày giáp thìn nó cũng ngoài thuộc hỏa, hỏa thì sinh thổ, vậy nên những người mệnh thổ có là những con giáp may mắn đầu tiên, tiếp theo là đến những người mệnh hỏa, và thứ ba là đến những người mệnh thủy. Thủy thì gì? Thủy khắc hỏa thì nó là tài tinh, nó sinh tài đó. Vậy đây là gì? Đây là ba con giáp may mắn đầu tiên. Thì đầu tiên chúng ta còn xét về những người mệnh thổ nhé. Mệnh thổ chúng ta có tuổi 1960 là Canh Tý và 1990 là Canh Ngọ. Thì những người tuổi Canh Tý sẽ may mắn hơn, đứng vị trí số 1, còn những người tuổi Canh Ngọ sẽ đứng vị trí số 2. Những người tuổi Tý may mắn hơn những người tuổi Ngọ, sở dĩ là gì? Được cục diện là Thân Tý Thìn là tam hợp, nó tam hợp với ngày. À, cái cục diện tam hợp nó nâng đỡ, đâm ra là cái ngày hôm nay ấy, thì những người tuổi Tý cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn hanh thông. À, công việc thì thuận lợi hơn những con giáp khác. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc thì lại được quý nhân tương trợ giúp đỡ, dìu dắt trên cái từng đường đi nước bước. Vậy nên là gì? Có gặp khó khăn, có gặp trắc trở gì thì cũng sẽ không phải làm một lo một mình. Đấy. Vậy nên là gì? Cái vận trình nó hành thông như vậy, đâm ra là gì? Cái tiền bạc, cái tài lộc nó cũng ùn ùn kéo đến. Những người làm công ăn lương ấy, thì cũng sẽ gì? Được chỉ đường, dẫn lối và hoàn thành tốt những công việc của mình. Còn những người buôn bán kinh doanh thì cũng gặp được những đối tác, những khách hàng đáng tin cậy và gì? Khiến cho doanh thu, doanh số ngày một tăng cao. Đấy. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Tiếp theo là những người tuổi Canh Ngọ. Những người tuổi Canh Ngọ cũng được cục diện là ngũ hành nó tương sinh, đúng không? Ngũ hành tương sinh. Được ngũ hành tương sinh ra là mọi sự nó cũng sẽ được may mắn hơn.
làm gì cũng được thuận lợi và cũng có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Hơn nữa lại dính vào cái vận thiên tài, đâm ra là gì? Rất là đỏ trong cái vận trình tiền bạc đó, trong ngày hôm nay. Vậy nên để bảo vệ cái vận đỏ của mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét con giáp thứ hai là những mệnh hỏa. Mệnh hỏa thì trong 6 con giáp này không có tuổi nào đúng không ạ? Thứ ba là mệnh thủy, mệnh thủy cũng không có. Như vậy chúng ta còn những người mệnh mộc và những người mệnh kim đó. Thì những người mệnh kim thì sẽ bị hỏa khắc nên nó sẽ không may mắn bằng những người mệnh mộc. Những người mệnh mộc được cục diện là mộc hỏa tương sinh. Và những người mệnh mộc thì chúng ta có tuổi canh thân và tuổi canh dần, thì những người tuổi canh thân sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Và canh dần sẽ xếp vị trí số 4. Những người tuổi canh thân được cục diện là thân tí thìn, nó tam hợp, cũng giống như những người tuổi tí ấy, thì công việc sẽ hanh thông hơn, thuận lợi hơn, đấy, tiền bạc đến cũng dễ hơn. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Bên cạnh đó thì những người tuổi dần thì cũng được cục diện là dần mão thìn ở tam hội. Cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi dần ấy mở rộng được cái mối quan hệ của mình. Đấy, từ đó sẽ tìm kiếm được nhiều đối tác, nhiều cái khách hàng tin cậy. Cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho cái vận trình tương lai của những người tuổi dần. Đấy. Vậy nên quý vị cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để gia tăng thêm cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ trên con đường công danh, sự nghiệp và tiền bạc của mình. Đó. Cuối cùng chúng ta còn những người tuổi canh thìn và tuổi canh tuất. Thì những người tuổi canh thìn sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Còn canh tuất sẽ xếp vị trí số 6. Những người tuổi canh tuất thì gặp cục diện là thìn tuất là tương xung. Mặc dù nó cũng được thiên tài chiếu mệnh ấy, nhưng cũng phải chật vật vất vả. Để bình thường thì người ta ngồi chơi huyết sáo thì có tiền. Còn mình đây phải lao động gọi là cực nhọc khổ cực thì mới thì có được đồng ra đồng vào. Nhưng mà dù sao ấy, chúng ta làm bằng chính sức lực, nó tạo ra tiền bạc cũng đã là tốt rồi đúng không ạ? Vậy nên để đỡ vất vả hơn và để mang lại cái may mắn hơn trong cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất. Tương tự như vậy thì những người tuổi thìn cũng sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc tài lộc cho mình. Thưa quý vị, tiếp theo ấy, thì chúng ta biết là trong cái sau cái thời gian ngày mùng 1 tháng 3 lịch ngày giáp thìn này thì chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Và đây là những con giáp dễ có cơ hội trúng lớn, giàu to. Đấy. Vậy thì sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn nhé. Con giáp may mắn đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đổi đời nhất, đó là những người tuổi canh tí sinh năm 1960. Thứ hai là canh ngọ 1990. Thứ ba là canh thân 1980. Thứ tư là canh dần 1950. Thứ năm là canh thìn là 2000. Và thứ sáu là 1970 là canh tuất. Đó. Đó là 6 con giáp dễ được thần may mắn gọi tên sau thời gian là ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch ấy. Đó. Tiếp theo, thì ngoài những con giáp này ra ấy, thì có những con giáp sau đây cũng có được cái khoản tài lộc như ý, phú quý giàu sang. Công việc thì hanh thông thuận lợi, đó, có cơ hội thăng quan tiến chức và gì tiền bạc thì cũng gì cũng sẽ dần dần được nâng cao. Đó là những người mà gặp cái vận chính tài. Các vận chính tài. Thưa quý vị, được cái chính tài nó chiếu mệnh ấy, thì quý vị cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong công việc và công việc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi, may mắn cũng sẽ kéo đến ùn ùn, đúng không ạ? Và chúng ta biết là cái vận chính tài nó đến thì chúng ta có giáp mộc bị tân kim nó khắc, âm dương khắc, nó là gì? Nó là chính tài. Nó là chính tài. Chính tài thì bao gồm tuổi sau này, những người có thêm cân tân bao gồm tuổi sau này. Đầu tiên là tuổi gì? Tân Sửu là 1961, đúng không ạ? 1961 là có ngày thuộc thổ. Thứ hai là Tân Hợi 1971 có ngày thuộc Tân Hợi là kim. Tiếp theo là Tân Dậu là 1981 có ngày là mộc. Tân Mùi là 1991 có ngày là thuộc thổ. Tiếp theo là Tân Tỵ là 2001 hoặc là 1901 đấy, 2001 hoặc là 1941 nhá, có ngày thuộc kim. Cuối cùng là Tân Mão là 1951 có ngày thuộc mộc. Đó là 6 cái con giáp mà được cái vận chính tài chiếu mệnh, công việc thì hanh thông thuận lợi, dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy thì trong cái 6 con giáp và vận chính tài này thì tuổi nào sẽ là tuổi may mắn nhất, chúng ta cùng xét. Chúng ta biết là cái ngày giáp thìn, đúng, ngày giáp thìn thì nó cũng có ngày thuộc hỏa, hỏa sinh thổ. Vậy nên những người mệnh thổ sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thì thổ chúng ta có tuổi gì?
tuổi Sửu và tuổi Mùi. Tuổi Sửu và tuổi Mùi thì tuổi Mùi sẽ may mắn hơn tuổi Sửu, 1991 sẽ may mắn hơn, nó đứng vị trí số 1, và Sửu sẽ gặp thì đứng vị trí số 2. Đó. À, tiếp theo là những người mệnh hỏa, thì trong những con giáp này không có tuổi nào mệnh hỏa, mệnh thủy thì cũng gì cũng không có. Như vậy chúng ta còn mệnh kim và mệnh mộc, đúng không? Thì mệnh mộc sẽ may mắn hơn những người mệnh kim nhé. Tại vì gì? Hỏa thì gì? Mộc cũng được một cục diện là mộc hỏa tương sinh. Còn những người mệnh kim thì bị hỏa nó khắc. Đó. Vì vậy mà gì? Trong cái ngày hôm nay thì những người mệnh mộc bao gồm tuổi 1981 Tân Dậu và 1951 là Tân Mão, thì tuổi Tân Dậu sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Tân Mão xếp vị trí số 4. Những người tuổi Tân Dậu này thì được cục diện là Thìn Dậu nhị hợp, đâm ra là gì? Lại được thêm cục diện ngũ hành tương sinh nữa, đâm ra nó cũng sẽ cực kỳ may mắn, dễ được lộc trời ban nhé. À, tiếp đến chúng ta có những người mệnh kim bao gồm tuổi gì? Tuổi Tân Tỵ và tuổi Tân Hợi. Thì nói chung ấy, tuổi Tỵ và tuổi Hợi thì những người tuổi Tỵ sẽ may mắn hơn nhé. Tân Tỵ sẽ may mắn hơn. Tân Tỵ là 2001, nó đứng vị trí số 5. Và Tân Hợi sẽ là vị trí số 6. Đó. Như vậy là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn, tiền bạc, tài lộc cho mình ấy, thì những người mà gặp được cái vận chính tài bao gồm những tuổi là 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 và 1951 ấy, thì quý vị cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc, tài lộc, cũng như là sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, hóa giải cái hạn xung sát thị phi trong công việc, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại. Khi mà công việc không còn tiểu nhân ám hại, không còn những thị phi nữa, thì tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn kéo đến. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất, dễ có cơ hội trúng số đổi đời sau ngày 1 tháng 3 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.